Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kim Bảo Ngô Piano của bạn nhé, nơi các bạn có thể cập nhật được những kiến thức về âm nhạc cũng như những bài tập đàn hay và hữu ích ha. Thì trong cái video hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi được gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài tập hôm nay ha. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay vô tình mình lướt TikTok á, thì mình thấy có một cái bài nhạc nó đang nổi lên, nó đang hot ha. Nghe nó cũng vui vui, tưng tưng vui vui ha. Đó là cái bài Ưng Quá Chừng ha. Bên YouTube mình cũng thấy cũng đang hot ha. Thì mình cũng muốn ghi lại và hướng dẫn cho các bạn ha. Thì bạn nào thích tập thì cùng tập với mình nha. Rồi ok, bây giờ trước tiên chúng ta cùng nói qua cái hợp âm bên tay trái trước ha, để cho các bạn tập bấm hợp âm tay trái. Rồi sau đó mình tập theo phải và mình ráp vô là xong nhé. Rồi các bạn xem vô bài giúp mình. Trong bài này thì có những cái hợp âm sau đây. Đầu tiên là hợp âm son thứ 7. Son thứ 7 thì các bạn bấm cho mình cái thế này. Fa, son, si, re. Ha, son thứ 7. Ok. Rồi hợp âm thứ 2 là hợp âm đô trưởng. Thì các bạn bấm cho mình thế này nhé. Mi son đô. Rồi hợp âm thứ ba là hợp âm la thứ 7. La thứ 7 thì các bạn bấm cho mình là mi son la đô ha. Mi son la đô. Rồi và cái hợp âm cuối cùng là hợp âm re 7. Re 7 thì các bạn bấm cho mình luôn cái thế này, re fa la đô, re fa la đô. Tại vì do mình đang bấm cái thế hợp âm ở dưới đây, mình bấm cái thế re 7 này luôn cho nó hợp với các bạn, chứ không có gì hết ha. Còn nếu mà bạn nào mà đã biết bấm hợp âm theo cái thế của mình thì cái quen rồi á, thì các bạn cứ bấm nha, không sao hết. Rồi như vậy thì như mọi khi các bạn nhớ ha, tập chuyển hợp âm cái vòng của bài này nó chỉ có son thứ 7 này, rồi qua đô này, rồi qua la thứ 7 này, rồi qua re 7 ha. Đó, mình bấm re 7 dưới đây do cái thế hợp âm nó thuộc tiện thôi chứ không có gì hết nha. Làm lại nè, son thứ 7 qua đô, qua la thứ 7, rồi qua re 7 luôn. Đó, ok, các bạn nhớ tập nha, tập bấm được hợp âm tay trái trước rồi chúng ta mới tập vô bài nha. Rồi, khi các bạn đã bấm hợp âm ok rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tập vô bài nha các bạn nha. Thì trong bài này mình sẽ chia thành 3 đoạn để cho các bạn tập ha. Đoạn đầu tiên chúng ta sẽ tập cái đoạn intro đầu của bài nha. Rồi, như vậy các bạn nhìn vô cái đoạn intro là giùm mình ha. Cái bài này thì mình hướng dẫn các bạn ở thang âm re thứ ha. Có một dấu dáng ở vị trí nốt si ha, cho nên các bạn nhớ si dáng nha. Đánh nốt si dáng giùm mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gõ phát trước cái đoạn intro này nha. La, la, fa, re, fa, la, re, đô, đô, đô. Đô, son, son, mi, đô, mi, son, đô, si, si, la, bốn. La, la, fa, re, fa, la, re, đô, son, mi, đô. Son, son, mi, đô, mi, son, đô, si, hai, ba, bốn. Đó, tới khúc đó thì chúng ta vô bài rồi. Ok, các bạn xem đi xem lại, đọc gõ phát chính xác cho mình ha. Rồi, khi các bạn đã gõ phát được rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải vô. Mình sẽ đàn trước một lần, sau đó mình đàn chậm ha, để các bạn dễ theo dõi nha. Ha, ok, đàn chậm cho các bạn dễ theo dõi nè. La la fa re fa la re do 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 son son mi do mi son do si si la bốn. La la fa re fa la re do son mi do son son mi do mi son do si hai ba bốn. Đó, các bạn nhớ là nốt si dáng nha, nốt si dáng. Ok, các bạn nhớ tập từ từ ha. Xem quay lại clip để các bạn xem lại cho nó kỹ giúp mình nha. Rồi, khi các bạn đã tập được tay phải rồi, ráp được với tiết tấu rồi, thì chúng ta sẽ cùng ráp với trống nha.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Mình chơi ở tempo 125 nha. Nếu các bạn thấy nhanh quá thì các bạn chỉnh chậm xuống. 100 các bạn tập trước rồi các bạn tăng lên sau nha. Rồi cùng rap nè. Sao các bạn ráp hai tay nó khớp vô với nhau được như vậy nha. Rồi, khi các bạn ráp hai tay khớp rồi thì mình sẽ ráp với trống thôi. Ráp với tay trái ha. Ok. Các bạn làm sao mà các bạn ráp và hai tay nó khớp vô với nhau được như vậy là chính xác ha, là ok ha. Rồi trong cái đoạn này các bạn thấy nó có cái feel ở cuối ha, ở cuối ô này ngay đây ha, để chúng ta qua cái phần lời của bài hát ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải một lần, tập hai tay một lần rồi chúng ta feel luôn chỗ đó nha. Rồi chúng ta qua cái đoạn tiếp theo. Ngay cho đó các bạn feel cả nha. Rồi ok, như vậy là mình vừa tập xong cái đoạn intro rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vô bài ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập cái đoạn tiếp theo nha. Rồi các bạn ngó vô giúp mình nha. Cái đoạn này thì các bạn để ý nó có những cái chỗ đảo phách đó ha. Ví dụ như là chỗ này nè, rồi chỗ này nè, rồi chỗ này nè, rồi chỗ này ha, chỗ này nữa. Nói chung là mấy cái chỗ đào phát các bạn để ý nó hơi ngược ngược ha, cho nên là các bạn đọc cho nó chính xác là được nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gõ phát trước nè. Rồi các bạn chú ý ngay cái đầu nhịp này nó có cái dấu lặng ha. Đó các bạn nghỉ một rồi các bạn mới vô nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nha. Fa 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 bốn re fa fa mi ba đô là một, mi re mi bốn, mi re mi mi fa re ba, mi fa la fa re fa bốn, re fa la son ba bốn, son ba bốn, fa fa son la son ba bốn. Đó tới đó thôi ha. Rồi cùng nhau đọc chậm nè để các bạn dễ nè, dễ theo dõi nè. Fa 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 bốn re fa fa mi ba đô là một, mi re mi bốn, mi re mi mi fa re ba, mi fa la fa re fa bốn, re fa la son ba bốn, son ba bốn, fa fa son la son ba bốn. Ok, các bạn chịu khó xem đọc cho nó chính xác nha. Rồi các bạn đánh với chính xác được nha. Rồi khi các bạn đã đọc được rồi thì mình sẽ cùng nhau tập tay phải vô. Mình sẽ đàn trước một lần ha, sau đó mình sẽ cùng các bạn đàn chậm để các bạn dễ theo dõi ha. Các bạn nhớ cái nốt son dáng này ha, là lần nữa nha. Ok, mình cùng nhau đàn chậm ha để các bạn theo dõi nha. Fa 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 bốn re fa fa mi ba đô là một, mi re mi bốn, mi re mi mi fa re ba, mi fa la fa re fa bốn, re fa la son ba bốn,
son 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 ba bốn, fa fa son la son son ba bốn. Bạn nhớ cái nốt son dáng nha. Lần nữa nè, cái đoạn này cái tiết tấu nó cũng hơi khó một chút, các bạn để ý ha. Fa 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 bốn, re fa fa mi ba đô là một, mi re mi, re mi bốn, mi re mi, mi fa re ba, mi fa la fa re fa bốn, re re fa la son ba bốn, son 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 ba bốn, fa fa son la son son. Ok, các bạn nhớ là phải tập cái tiết tấu cho nó chuẩn rồi các bạn đánh vô mới đúng được nha, không là nó không đúng đâu. Ok, khi các bạn đã tập được rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau ráp với trống nha. 1 2 3 4, 1 2 3 4 vô nè. Son 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 ba bốn, fa fa son la son fa, son 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 son, fa fa son la son fa, son la son son. Rồi nếu các bạn thấy nó nhanh quá thì chỉnh tempo nó chậm lại giúp mình nha. Cái này mình hướng dẫn mình chỉnh 125 luôn nha. Các bạn có thể chỉnh xuống 100 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp một lần nữa nè. Sao ráp cái tay phải với trống nó khớp với nhau được như vậy là được ha. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp hai tay khi các bạn đã tập được rồi nha. Đó, mình đánh nó cũng hơi bị chật một chút đó ha. Các bạn ráp làm sao cho nó chính xác với mình nha. Rồi mình cùng nhau làm một lần nữa nè. Ok, các bạn làm sao ráp hai tay nó chính xác được với nhau như vậy nha. Rồi mình đã cùng nhau xong cái đoạn này rồi ha. Rồi các bạn nhìn vô cái đoạn tiếp theo với mình nè. Cái đoạn này thì các bạn sẽ cùng nhau đọc ha với mình ha, đọc có tiết tấu trước nha các bạn nha. Ok, la hai fa re fa la re do son mi do son hai mi do son mi son si do la bốn, la hai fa re fa la re do son mi do son hai mi do mi son do si la. Ok, lần nữa nha. La hai fa re fa la re do son mi do son hai mi do son mi son si do la bốn, la hai fa re fa la re do son mi do son hai mi do mi son do si la bốn. Ok, rồi các bạn chịu khó đọc cho nó chính xác nha. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải vô. Rồi bây giờ mình sẽ đàn tay phải trước một lần ha. Sau đó mình sẽ đàn chậm để các bạn dễ theo dõi nha. Ok, mời các bạn theo dõi chậm nè. La hai fa re fa la re do son mi do son hai mi do son mi son si do la bốn, la hai fa re fa la re do son mi do son hai mi do son hai mi do mi son do si la bốn. Các bạn chú ý cho mình là nó si dáng nha. Làm lại lần nữa nè. La hai fa re fa la re do
son mi đồ son hai mi đồ son mi son si đô la bốn la hai fa re fa la re đô son mi đồ son hai mi đồ mi son đô si la bốn. Ok, thì các bạn đã ráp ba tay phải với tiết tấu ok rồi thì mình sẽ cùng nhau ráp với trống nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 vô nè. Ê, lộn rồi, làm lại. Ok, lần nữa nha. Sao ráp cái tay phải và trống nó khớp với nhau được như vậy là được ok ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ráp hai tay nè. Đó ha, lần nữa nha. Các bạn làm sao nha, cố gắng ráp làm sao hai tay nó được như vậy là ok nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập cái đoạn tiếp theo ha, đoạn cuối cùng ha. Thì cái đoạn này nó là cái đoạn giăng tấu để nó quay trở lại từ đầu thôi. Nó cũng giống gần giống cái đoạn intro ha. Rồi các bạn xem giúp mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gõ phát trước nè. La la fa re fa la re do son mi do son son mi do mi son do si la 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 fa re fa la re do son mi do son son mi do mi son do si la bốn. Đó thì các bạn chịu khó xem mà các bạn đọc cho chính xác giúp mình nha. Rồi khi các bạn đã đọc được rồi thì mình sẽ cùng nhau tập tay phải vô, mình sẽ đàn trước một lần nha. À, mình đàn chậm nè. La la fa re fa la re do son mi do son son mi do mi son do si la 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 fa re fa la re do son mi do son son mi do mi son do si la bốn. Ok, cũng dễ mà ha, nó cũng giống giống cái đoạn đầu thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp trống nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 vô nè. Làm sao rap nó dính với nhau được như vậy là ok nha. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau rap hai tay. Ok, lần nữa nha. We'll be right back.
và các bạn làm sao cố gắng ráp được nó khớp với nhau được như vậy nhé. Rồi, như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn xong luôn cái đoạn cuối cùng của bài này rồi. Các bạn xem giúp mình là cái feel, những cái chỗ nào có feel mà có ghi đó thì các bạn tập vô ha, cho nó hoàn chỉnh bài nha. Rồi, ok. Như vậy thì nếu mà thấy bài học hữu ích thì tặng cho mình một like nha. Hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo. Xin chào. Thì nãy giờ chúng ta đã cùng nhau học xong cái bài học hôm nay rồi nhé. Chúc các bạn học thành công. Nếu thấy bài học hữu ích thì tặng cho mình một like nhé, để ủng hộ kênh. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được những cái clip mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.